được đính hôn chi lễ, việc tham gia chứng cẩn trình nguyện cầu của quyền thất tổ chứng minh cho đôi trẻ bền viên cầm sắc nhất bái. Ngài xin giúp con con hành lễ nhị bái dâng sông đăng kết nghĩa thành hôn. Chúng ta có bốn cái chầu thay cho cái năm lộc. Và hôm nay thì nhà trai chúng tôi có cho cô dâu là 2 cây vàng 24, nhưng mà cái lễ đính hôn thì cho 1 cây, còn 1 cây thì tới cái lễ cưới thì cho thêm 1 cây nữa là 2 cây. Thì cái phần vàng thì 1 đôi bông là 1 chỉ vàng 24, 1 cái kiềng 3 chỉ, 1 lắc 2 chỉ, 1 bộ vòng tay 4 chỉ. Và tiền thông dụng kể cả 2 lễ cưới hỏi và sắm sửa trang điểm cho cô dâu luôn là 30 triệu tiền Việt Nam đồng. Còn về phẩm vật thì họ nhà trai chúng tôi có là 6 anh
để dâng lên cúng tổ tiên ông bà có tốt vậy mà đại diện chúng ta tiểu phẩm. Xin phép đại diện của cũng như thân tộc họ nhà gái thì bây giờ cho cô dâu ra đeo trang sức là mình giới thiệu. Đúng rồi, dâu ghẻ nhìn nhau nghe, dâu ghẻ không nhìn ca chú nghe, rồi chị nắm tay ghẻ đặt tay gái mình đi về. Hôm nay để ra giao gái cho con, rồi chị nhìn ghê nè, hai đứa dâu ghẻ nhìn nhau, đúng rồi. Rồi, bây giờ chúng ngồi nhanh đi chị. Dâu ghẻ nhìn đối diện nhau, trao cái bông cưới qua anh trước cái đó, cho hoa tay cũng trao trước cái đó. Hai em nhìn đối diện nhau, nhìn nhau, đừng nhìn chú, đúng rồi, hai đứa nhìn nhau. Nhìn vợ bị kẹo nhìn sao chứ. Rồi cô dâu dặn vai cô dâu. Quay qua cú đầu chào người lớn con. Đủ tay quý ông quý bà ơi. Rồi tiếp với chú. Rồi bây giờ là không. Vậy là đôi bông là bà mẹ chồng đeo đúng không? Đeo hết luôn. Đeo hết luôn, ok. Rồi vậy là chị nhà gái đứng lên cho chẳng 4 người vậy nè. Rồi cô dâu đứng đó dặn bà con đứng đi nghe nè. Nhìn thì vợ con nó đau thì cú đó. Đứng lên chị. Đúng rồi. Rồi. Chị ơi, chị chủ nhà ơi, chị xây cái lưng cái mặt em, đúng rồi, chị đứng ngang với ông chị á, đúng rồi. Ghẻ sát cái ghẻ em đi con. Sát cái đó mày ở. Ừ. Chị sát vô ghẻ chị. Đi đâu con cười đẹp đi con. Đúng rồi. Đây được mẹ chồng rồi, con tay sướng rồi. Đau nói đi con. Rồi. Cái vàng ham cái đau im run đi à. Alo. Bay coi bay thảo nghe bố
không được, em đang làm em đang bỏ lễ luôn. Cái chân dài xuống. Chị ơi, chị chở cho mình đây, em đi chị. Đúng rồi. Để tóc luôn sao đi, đeo xong sửa tóc lại. Để mẹ chồng không làm. Hành phải chơi cho vô. Đúng rồi, chị được rồi. Chị kéo cái móc về phía bên chị dặn vô, chị đừng chặn số ốc vậy. Đúng rồi, kéo móc về bờ ra vậy đó. Đúng rồi, xong rồi. Chị dặn vô xong rồi chị đi sửa lại. Đúng rồi, cô dâu mình cười đi con. Mình cười đi con. Quá đẹp. Con người đang có tiều đem lại. Mà phải cười đẹp không? Quảng của quảng. Tiếp luôn vậy. Con gái đeo tay nào con, cái lắc đeo tay nào. Rồi tay đó con quay về này chồng con, cái mặt về này chồng con. No, chị đứng kia đúng rồi chị ơi. Đúng rồi, để tay lên cô hai con. Đúng rồi, rồi con nhìn mặt để chồng con kìa. Coi bắt căng thẳng không? Đó, thấy ba chị con chị không ơi. Ok rồi, xá xuống. Hai xá. À, kính thưa ban tập thì hồi nãy anh cháu cũng có giới thiệu thành phần là cái phần lễ thứ tư là trình cái lễ thứ ba bữa. Thì theo cái thông lệ ngày xưa đó thì ông bà chúng ta là 3 ngày mới cho cô dâu chú rể kêu cha mẹ đúng không cái gì? Nhưng mà hôm nay thì chúng ta thường thường sống là bữa 4.0 mà mì ăn liền không à. Thì ở đây ông cháu cũng chưa góp kinh nghiệm ra để xin phép được làm cái lễ thứ ba bữa ngay từ bây giờ cho cô dâu chú rể kêu cha mẹ luôn. Chú cúng chú của quyền cầu trên tất cả các chú thì hôm nay cũng là ngày này mà được sự cho phép của họ nhà trai nhà gái của họ nhà trai chúng con cùng được cái lễ cưới ba bữa. Nay đủ ba bữa chúng con xin gia linh của quyền thất tổ, nhờ của quyền thất tổ cảm ứng chứng minh tấm chứng tỏ lòng thành của con cháu và hộ độ cho đôi duyên của chúng con hôm nay được trăm năm hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý vị, thì ở đây rượu ba bữa quý vị cho chúng tôi làm cái lễ cưới, chúng tôi hết thành lòng tri ân. Nhưng quý vị phải chứng nhận đây là rượu cưới ba bữa thì chúng tôi tiếp tục. Bên đây cho phép thì bây giờ cho bên đây uống trước đi. Bởi vì bên đây là bây giờ bà ta hỏi đáo xứ tiền nhân hiệp gia tiền tục thì bây giờ để cho chủ gia uống trước và tới khách hàng uống sao đâu có sao đâu. Yeah.
thưa toàn thể quý vị khách quý, vào một ngày đẹp trời và cánh tiệm hồng đã đưa quý vị và các bạn về đây với cùng một lý trò chung, đó là chúc mừng cho hạnh phúc lứa đôi, chúc cho sum họp một nhà, chúc cho đôi lứa mặn mà tình duyên, chúc cho hai họ cũng bên tôi dầu chú để nên duyên tháng ngày. Ai không vui khi buổi đầu gặp gỡ, ai không mừng khi tiếng nhạc rộn vang. Nhạc rộn vang là bối liệu của lễ đính hôn đã được bắt đầu. Vì thế xin mời quý vị sẽ cùng dành tặng một tràng vỗ tay thầy tiếng pháo để chào đón đôi quê hương hạnh phúc của chúng ta ngày hôm nay. Xin được mời cô dâu Quỳnh Như cùng chú rể Văn Hoài sẽ cùng nắm tay nhau tiến thẳng về buổi lễ hạnh phúc hôm nay ạ. Quý vị và các bạn đang chứng kiến hình ảnh đôi quê hương đang tay trong tay, vai kề vai đi trên con đường của tình yêu. Và những tràng vỗ tay của quý vị sẽ đưa cho đôi quê hương chúng ta lên đến đài hoa hạnh phúc. Dựng vợ gả chồng cho con cái là trách nhiệm, là bổn phận, cũng là niềm vui niềm hạnh phúc của các bậc làm cha làm mẹ. Vì thế ngày vui ngày trọng đại hôm nay sẽ thật là thiêng liêng và ý nghĩa hơn nếu có sự nhiều nhất và chứng kiến của các đấng sinh thành dưỡng dục. Vì thế tôi được bàn xếp giới thiệu về thành phần chủ hôn hai họ. Về phía họ nhà gái xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Văn Hiếu, bà Nguyễn Thị Thủy là song thân của cô dâu, vinh dự là đại diện họ nhà gái lên ra mắt quý vị ạ. Và một tràng vỗ tay để hoan nghênh cho họ nhà gái của chúng ta. Về phía họ nhà trai xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Giàu, bà Nguyễn Thị Hà là song thân của chú rể, vinh dự là đại diện họ nhà trai nên ra mắt quý vị. Hiện diện trên bục lễ của chúng ta là một đại gia đình hạnh phúc, hai bên cha mẹ xin vầy, anh đi làm rể em về làm dâu. Đại diện chủ hôn hai họ, họ nhà trai, họ nhà gái, cô dâu chú rể xin được gửi đến toàn thể quý quan khách một lời chào trân trọng. Cũng để đáp lại tấm chân tình của toàn thể quý vị thì sau đây xin được thay mặt cho chủ hôn họ nhà gái xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể quý quan khách quý thân tộc nội ngoại hai bên cùng con viên họ nhà trai đã không quản ngày đường xá xa xôi nhấn chút thời gian và ngọc đến đây để chung vui và chúc phúc cho cô dâu chú rể chúng ta trong buổi lễ đính hôn ngày hôm nay. Trong suốt quá trình chiêu đãi tiệc cũng không tránh khỏi phần thiếu sót, xin quý vị với những tấm chân tình gắn bó bỏ qua cho gia đình của chúng tôi xin được chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Quý vị ơi, chúng ta khi còn bên nhau giữa ánh trà xanh bên miếng trầu cánh phượng thì một ly rượu mừng cũng không thể thiếu trong buổi tiệc ngày hôm nay. Vì thế xin mời quý vị hãy hướng mắt về bục lễ chúng tôi để cho đôi quê hương thực hiện nghi thức thay rượu sâm banh. À, xin mời cô dâu quý vị chúng ta hãy tiến đến thắp rượu sâm banh. Cùng hai chiếc đồ tình yêu thứ nhất.
hòa như ta thấy khoảng trời xưa. Cũng bởi vì câu nói thiên đường nghĩ hợp tâm đầu, trong năm tình nghĩa khắc sâu trong lòng, ta rơi rủ lòng chưa uống đã say, chưa say nên rượu, ăn say nên tình. Quỳnh Như ơi, rượu này là rượu nghĩa rượu tình, khi anh còn son em cũng còn son, bây giờ ta đã là con một nhà, để cha hay thù chút lại một lần, cho anh bên ấy, cho nàng bên đây, cho tình yêu đẹp hôm nay, cho ngày hạnh phúc bên nhau trọn đời. À, xin mời cô dâu chú để chúng ta hãy về với vị trí của mình ạ. Tình yêu của đôi thiên ương có đầu tiên này là nhờ ơn tác hợp của cha mẹ mình. Vì thế những ly sự tình đồng đàn ấm áp. Xin mời cô dâu chú để chúng ta sẽ cùng đi lên trong bức bánh sinh thành chuyển dụng. Chúng để chúng ta sẽ cùng dâng lên những ly rượu ân rượu hiếu lên cho song thân họ nhà trai. Xin cha mẹ nhận cho Quỳnh Nhân làm vô hiền trong gia đình, và xin mẹ dạy cho con trong tám chữ vàng của người phụ nữ Việt Nam: tam đồng tứ đức công dung ngôn hạnh. À, xin được mời đại diện hai bên tham gia chúng ta tiến về phía trước cùng đi nhau để chúc mừng cho hạnh phúc của đôi kim ngân ạ. Và cũng xin được trân trọng đến đây toàn thể quý quan khách của chúng ta có những rượu ly bia, ly nước ngọt chúc mừng cho cô dâu chú rể, thì chúng ta hãy như là thật cao điểm 1, 2, 3 vũ thật cạn để cho chương trình buổi lễ đính hôn chúng ta thêm thành công mỹ mãn nha các vị. Xin mời ạ, nước ngọt nước suối cũng dâng lên nha bà con. 1, 2, 3 nói uống nước thì phải nhớ nguồn. Vì thế trong tất cả các cuộc tiệc mà có cái bánh sinh thành chúng ta hiện diện, phần làm con gái chúng ta phải đền đáp ơn này. Vì thế xin mời quý vị hãy lắng đồng trong ít phút và hướng mắt về buổi lễ chúng tôi để cho đôi kim ngân có đôi lời tri ân sâu sắc đến cha mẹ mình ạ. Trước tiên xin mời chú rể hãy quay người về và nắm lấy cái bàn tay của mẹ mình đi ạ. Con cảm ơn cha, con cảm ơn mẹ. Cha mẹ đã không quản ngại khó khăn nơi con cũng lớn lên người, và hôm nay đã tìm được cho con một bến bờ hạnh phúc. Trong giây phút này đây, con xin được gửi đến mẹ một nụ hôn hiếu nghĩa và nói lên rằng: cha ơi, mẹ ơi, cha mẹ là tất cả biển trời của con. Vì thế xin mời cô dâu hãy quay người về và nắm lấy cái bàn tay của mẹ mình dạ. Cha ơi, mẹ ơi, con gái lấy chồng không xa lắm, xin cái đời con xin gửi lời đến mẹ cha. Hạnh phúc này thì con cũng đã chọn, và trong giây phút này đây con xin được gửi đến mẹ một nụ hôn hiếu nghĩa và nói rằng: cha ơi, mẹ ơi, tất cả biển trời cha mẹ mãi là cha mẹ của con. Tình vừa
và xin được mời đại diện hai bên tham gia chúng ta tiến về phía trước cùng bắt tay nhau trên tình không gian ngày thiêng gắn kết ạ. Xin được chúc cho hai bên tham gia từ đây có được Châu Hiền, Rễ Thảo và xin được mời đại diện hai bên tham gia chúng ta trở về với vị trí làm việc để chiêu đãi quý.